Ngày 13 tháng 9, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình lãnh đạo thành phố gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân thành phố năm 2023. Sự kiện có sự tham dự của ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và bà Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố, cùng 100 đại biểu là đại diện hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và cán bộ, hội viên Hội Nông dân trên địa bàn. Qua các ý kiến đóng góp tại hội nghị, ông Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận các kết quả mà hội viên Hội Nông dân thành phố đạt được trong sản xuất kinh doanh, nhất là thời điểm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ chỉ đạo các sở, ngành sớm giải quyết kiến nghị, giải pháp đưa ra tại buổi đối thoại. Trong số các vấn đề chính được lưu ý, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ban cán sự Đảng ủy Ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành cần nghiên cứu, vận dụng nghị quyết 98 về thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù để hướng dẫn thực hiện thí điểm xây dựng công trình phụ trợ sản xuất nông nghiệp. Ông Hồ Hải điểm lại, vấn đề lợi dụng, biến tướng trong chính sách xây dựng các công trình phụ trợ trên đất nông nghiệp đã phát sinh từ trước khi địa phương thực hiện thí điểm. Một số trường hợp, thành phố đã xử lý đến cán bộ lãnh đạo quận, huyện liên quan đến vấn đề này. Có những công trình biến tướng đến thời điểm này không thể và chưa thể khắc phục. Đơn cử như khi có phong trào trồng lan, các nhà lưới biến tướng thành khu nhà trọ, ông Hồ Hải nêu rõ. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng đặt câu hỏi về việc, trên địa bàn có bao nhiêu thửa đất là đất nông nghiệp trên giấy nhưng ngoài thực địa lại là